Mình nhịn ăn sáng, nhịn đúng 16-8, 3 ngày giảm 4cm vòng bụng. Không biết là cân có giảm hay không, chưa cân, nhưng mà vòng bụng giảm đáng kinh ngạc. Nếu bạn càng gia tăng quãng thời gian nhịn ăn lên thì vòng bụng của bạn càng giảm nhanh nữa. Vì rất ít người khi áp dụng nhịn 16-8 mà giảm được vòng bụng. Xin chúc mừng bạn nhé. Hãy tập thêm thể dục để có vòng bụng săn chắc.